Sống dài cùng tháng năm miên mà, đời vui no ấm quanh năm với cùng cả tôi. Ngược xuôi con nước trôi lững lờ, xanh thắm ruộng đồng bát ngọt quê hương. Cửu Long chín nhánh phù sa, dòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Cửu Long chín nhánh phù sa, dòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Nguyễn Hùng trên sông nước Cửu Long rất vui gặp lại quý bà con cô bác và các bạn trên kênh sông nước Cửu Long. Hôm nay Hùng cũng về sông Hậu ghi hình mấy anh em làm nghề trà. Hôm nay đóng trà này là lịch sử nha cả nhà. Cái trà khủng luôn, trời ơi, bao lưới mà nó nhảy cặp mé nè cả nhà ơi. Anh em làm là cho biết hai ngày thôi nè, để vô cột luôn. Quá xá rồi, đóng trà này nó lớn rồi. Có một con cá mới bao lưới mà nó nhảy à. Mình đang hồi hộp đây, tới ngày mai đóng trà này rạn lên rồi mình sẽ xem con cá được cỡ bao nhiêu nha cả nhà. Nhưng mà thấy mới bao lưới nè, vừa bao lưới xong là cá nó theo mé nó nhảy quá mặn luôn à. Đó, thấy không, thấy cá nhảy không? Mình để quay hơi cặn cặn cho bà con mình thấy, mới bao lưới thôi bây giờ mình thấy là nó nhảy lung tung beng à. Đó đó đó, chúng mặt luôn. Nổi lên nhảy chúng mặt luôn. Ôi vô gó đó, trước nhảy quá vậy. À, mình đang mong đợi đống trà này dữ lắm nha cả nhà. Đống trà mà dở hai ngày là tại lục bình quá thế rồi, nó vô cột luôn à. Bỏ trước để gì à, bà con mình nhìn thấy nè, Hùng quay cho bà con mình thấy nha nè. Ồ quá xá, đống trà này lục bình thì lùa mau rồi. Cái vụ nghệ với cỏ súp nè, lâm gợt luôn đó. Đó. Hèn ô. Thấy ham không? Nó chà mở bao lưới mà cá trần dinh nó nhảy vô khoang cỡ này nè. Đó, đang trong chờ hấp dẫn lắm nha, nóng trà này. Ờ, nóng trà này dữ lắm rồi. À, bắt đầu ăn luôn một bình nha cả nhà. Đó, đồ bình với nghệ đống trà này là kỳ cũ rồi. Cá này ở trong thang ở đây. Mình đang lấy trà lên nha cả nhà. Còn một mình là bắt đầu cốc trà.
chết à. Hôm nay Hùng cũng tới đóng trà này để mà ghi hình, cũng gặp mấy anh em làm nghề chung. Hôm nay mình cũng muốn là hỏi thăm để mà giao lưu, để cho bà con mình xem trên kênh Sông Nước Cửu Long biết được những cái kênh anh em mà làm đồng nghiệp với Hùng nha. Đó, đây là ngồi trước màn hình của Nguyễn Hùng là anh Minh Khôi. Đó. Rồi, Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của anh Sông Nước Cửu Long ạ. Thì Linh thì ở Linh thì tên Linh, nhưng mà kênh thì Minh Khôi. Linh ở dưới Long An á, chạy khoảng 3 tiếng, hơn 3 tiếng mấy mới lên tới An Giang. Ông trời trúng rồi. Hồi sáng giờ Linh quay là anh em mò tôm chứ lắm. Mò giới trà đó, giới trà lên đó, đụng tôm chứ lắm. Tôm bự bự không à. Thì Linh mời cô bác anh chị theo chân em Linh coi cái đống trà này có tôm nhiều không nha. Chứ hồi sáng là sáng uống cà phê chung với mấy anh này luôn nè. Anh giới trà nói là tôm chứ lắm. Năm nào ông chị ơi, đống trà này là dở con tôm không à. Mà thiệt, hồi nãy là dở cái đó, cái gì 12 cái ngục, quá trời tôm luôn. Nhưng mà nãy anh Hùng lại tới tể nên là không có quay được cảnh đó của anh chị. Kênh Minh Khôi cũng như là kênh Q87 hay là kênh Sông Nước Cửu Long của Nguyễn Hùng, thì Nguyễn Hùng cũng là thay mặt trên chương trình này, những anh em đang làm YouTube này, cảm ơn những bà con cô bác các bạn đang xem những cái kênh này, đang theo dõi ủng hộ, cảm ơn rất nhiều nha. Ô nhảy lên Quy bắt liền. Đáng lẽ người ta ở trên đó, cá là nhảy xuống luôn nha. Lấy này chụp. Chạy đi, cá đi là cá đẻ. Để cho nó đẻ là phải không? Đó, ra ngoài luôn. Mà được tâm càng lắm. Minh Khôi sẽ xuất được con cá nghe cả nhà ơi. Nhảy ra đó, đưa vô cái hộp. Quá hay. Quá hay. Ồ, lên quá hay luôn. Cá nhảy lên là lồng dính liền. Đó, quá hay rồi. Quá sương luôn, hứng lòng là lọt vô trong cái ấy luôn cả nhà. Đó, quá hay luôn. Minh Khôi quá hay rồi, Minh Khôi ơi. Cho 10 điểm luôn. Nào, ca nhảy mà Minh Khôi hứng bằng cái ca mũ đó là lọt vô luôn đó nha cả nhà. Cái đống trà này là dữ lắm nha cả nhà, nhiều lắm à. Nãy giờ lia chia hết trơn. Ngủ thấy ham không? Cá nó có bắn luôn này. Cá ngon dữ lắm, cá sát quá, cá sát luôn các bạn, cá sát luôn. Nổi cá lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hùng đã giới thiệu đống trà này là những anh em làm này tới 2 ngày nó có xong nha cả nhà. Trà này nổi về con cá là phải nói nè. Ngày hôm nay là mùa nước đổ, cá là trà cỡ nước dấp đó. Mà đầu mùa cá cũng nhiều chứ không được. Bây giờ này những đống trà không được cá nhiều. Nên hôm nay đống trà này là duy trì đống trà này gọi là trà lớn dở 2 ngày. Cá quá cá luôn. Cá này là không có giới thiệu từng một cá được nha cả nhà. Cá ngon, cá kết nè, cá sát nè, cá lăng nè, cá cốc nè, nhiều loại cá dữ lắm. Mày cầm cái cọng cây coi, mày xúc luôn coi. Ờ cầm lên cái gì đó. Ai dạ, cả nghe cả nhà. Rồi. À, dạ, nghe cả nhà. Không quen rồi. À, mình không đúng nghề nghiệp của mình. Ôi cá sơn quá thế, nó trà này cá sơn à. Cá sát cá sơn trong trà này. Không có đứng chọt luôn, hãy đứng 3 giờ, nãy giờ mấy chọt nha cả nhà, nhiều lắm. Trộn lên chạy nè, lên chạy xúc nè, trộn lại đây đi. Rồi, trộn lại. Này, cá này là hàng tấn cá. Trộn lại đi. À, cá tôm dữ lắm. À, thả ấy không à. Thả lên thận đi. Lấy được đâu. Xúc vô đi, về nhà nhà mấy bả đông mấy bả lựa tiếp. Cái nhấp chân kìa nó nổi mà cá. Nó có điều ổn đó. Hãy
Cắt kết là đắt tiền lắm nha cả nhà, ký mấy trăm ngàn. Già này cắt kết là thấy cũng là khám khá lắm. Dọn lỡ nữa đó là rồi. Cá phải nói là ok hết cả nhà. Ở nhà ơi, ấy là thích những video này cho quý vị đặt like nha, đăng ký kênh để mà bật thông báo để nhận tiếp những video mới của quý vị đưa ra cho bà con mình xem nha. Chắc cuốn lấy gì cho chơi?
Xíu đá mình mong thấy không? Đập tan luôn. Rồi đó cái nào cá, dục cái nào luôn. Như còn khúc cá đẳng đâu phải không? Bao đang lỡ mà mày nhảy vô cảm ơn mày hả? Đi dòm tử tế. Nào giờ mình cũng không biết nữa, cá sơn này không biết ăn ngon không à. Dạ. Yeah. Nào giờ em thấy gì chứ chưa ăn cũng không biết nữa. Thấy cái thịt không ha. Quá trời cái đống trà này trúng ngay bài cá sơn. Cá sơn quá. Mà cá bây giờ đống trà trà chứ đâu có cá sơn nhiều như đống trà này. Đây bả nhiều quá mà nó khoái sao đâu á. Còn nhiều mấy cửa trước đó mà sơn nhiều. Vậy hả? Ừ. Cái sơn nhiều gì hay nó chết. Nó chạy quá chậm. Theo hay sao? Quá khứ luôn cá sơn. Có bây giờ tôi quay cũng nhiều đống trà mà đống trà này cá sơn này số 1 luôn. Rồi lên một khúc này vậy nó còn một khúc nữa nghe cả nhà. Đi hai chuyến hả? Anh chị gọi đục kia sao không xả? Chua mà. Cái dồn ra đầu đắng đó. Đó chết mẹ hả? Tôm. Tôm mất quả này cũng thấy tôm luôn chạy đâu hết rồi. Dọn lên kia hết rồi. Đấy,
Trời ơi, nó còn căng băng ở dưới đó nha. Đó đó đó, tới đó đặt nước rồi đó, đó. Cá lên đặt nước cứ hư dẫn rồi trời. Cá là cá ngon, cá nghe, cá nghe. Cá luôn. Mình định có một cái ghe này hả? Sao thấy đặc quá, đặc này đặc đúng luôn rồi. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, quá. Ôi trời ơi, có nhìn bự. Ủa, thấy không, ông này làm được nè. Ừ, thấy không, làm xóa nó đứt luôn. Mấy ông như kiểu gì bị dẹp rồi, tỉnh lại, biết làm hết trơn. Tôi chưa lên cảnh, tôi chưa lên cảnh, tôi chưa lên cảnh, tôi chưa lên cảnh, tôi chưa lên cảnh. Quá vô đó. Dở không nổi luôn à. Rồi giờ không đếm mấy giọt luôn, thấy quá nhiều à. Rồi đẩy ra nè, lấy ra khác ra đi. Trời ơi, hai ga luôn mà đầy cả nhà đầy luôn, đặt độc luôn. Quá nhảy à. Rồi. Đi ra cái được. Đặt luôn rồi. Nhiều lắm. Trời ơi, nó còn sâu lúc ở dưới á. Cái chân trong đó kìa, con lằn cái bọ nó nhảy. Rồi.
rồi à. Ai giờ nhảy qua đây ngừng nè. Đây giờ đục chở giờ một cái này đóng trà này một cái này chở không hết rồi cả nhà ơi. Không ở đó cái chuồng kia lên. Con nhìn bự nhảy lên kìa. Ở chuồng lên đi. Đặt một lưới như vậy nè. Ghe này mấy anh em bây giờ đặt đầy cái ghe này luôn rồi. Nó đưa câu lên đó. Ồ, quá sao tôm. Nó lội nên vậy này nó tôm nè. Cái da này có chỗ nào mà để nó luôn đi nó đó luôn hoài. Nó đang cái chỗ tay của anh á. À, nó tôm bây giờ này nó tôm nha cả nhà. Cá đúng là lịch sử cá tôm. Gà này đúng là cỡ này mà cá cỡ này là lịch sử. Đây có một que đi về mà còn nó cỡ này nha cả nhà. Hàng tấn không biết bao nhiêu tấn này mình không biết đâu. Đủ trình vậy đó. Đây là đầy sọt tôm đổ vô. Đó. Đó, còn càng không. Thank you.
cà này được con thủy quái quá bự. Cả nhà ôm. Cá trà đó cần mấy ký anh Tính? Thấy bự quá hả? À, thủy quái cả nhà ôm đó. Ôi ôm, nắm không được luôn vậy. Mấy ký đây quá bự rồi. À, đó, được một chú thủy quái. Nắm nó gịch nó chạy lưỡi câu ầm ầm. À, một ghe này đã chạy về, ghe này lại đây là cặp này là cặp thứ hai nha, là cái đống cà này nha cả nhà. Đây giờ chở không nổi luôn rồi. Thì giờ thôi. Ủa gì đúng mà đặc sản thế chứ sao vẫn không? Anh kia đứng bên kia. Đứng đây nè. Rồi đúng rồi. Như vậy đó ha em ha. Điển luôn. À, đây hang đó bắt đầu thấy hang sao nữa nè. Kinh điển không? Nhóc
Trời luôn, con lự con luôn nằm ra cuối cùng có tôm nó nằm kìa. Nhóc con hết trời tôm. Cuối cùng bắt đầu tôm nằm dưới xác đấy mà. Quá tôm bự đó. Một con càng. Rồi coi như hôm nay đóng trà. Anh em đã thu hoạch xong 2 ngày nha cả nhà. Như Hùng đã nói, trà này nhất định là cá phải nhiều. Thì bà con mình xem cũng đã thấy nha. Cá rất nhiều loại cá. Được một con cá tra khủng. Đó. Hùng cũng xin phép lại video, mong quý bà con cô bác và các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Cửu Long. Nhớ đăng ký kênh và cho Hùng một like nha. Hùng cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau.